bạn ơi. Mến chào các bạn đã đến với kênh Sang Huỳnh Vlog của mình nha. Mình đi từ tối giờ thì mình cũng đã đến được cái điểm câu rồi các bạn ơi. Để mình quay sơ địa hình hôm nay mình câu cho các bạn xem nha. Hôm nay là mà cũng đang là mùa nước nổi nha các bạn. Ruộng thì giờ nó cũng đã ngập nước hết rồi. Đây, sau lưng mình là ruộng nha. Địa hình hôm nay mình câu đi nha các bạn. Ngoài kia là anh sông lớn, còn đây là cái nhánh giống như cái nhánh kênh mà để nó thoát nước đó, các bạn. Đi cùng với mình có anh Cường nữa. Anh Cường ơi, chào cả nhà các anh Cường. Đó, anh Cường bữa nay mặc cái áo màu xanh hy vọng của cá nha các bạn. Rồi để chút mình cùng của cá mình quay cho các bạn xem á. Mình đã chúc các bạn xem clip vui vẻ. Nếu thấy hay, hãy cho mình một like, một đăng ký kênh và một chia sẻ. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn sức khỏe, hạnh phúc cùng gia đình nha. Rồi, nguyên cái đồng ruộng luôn nha các bạn. Đó, đó. Đi vào các bạn ạ. Lúng 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 lộn. Lúng lộn. Lấy các bạn ơi. Đó, gì đây? Trời ơi, lên các bạn ơi. Trời ơi, lên bờ các bạn ơi. Hu hui, phơi phơi các bạn ơi. Trời ơi, quá đà các bạn ơi. Rồi, lên liền các bạn ơi. Này Hugo các bạn ơi. Bốn ngón nha các bạn. Rồi để em gỡ luôn. Quá đẹp các bạn ơi. Cường lên cá các bạn ơi. Đó. Cá mập gì không các bạn ơi. Quá đã anh Cường ơi. Rồi lụm anh Cường ơi. Vậy mình nó lấy của anh Cường hết cái lử rồi hả? Ăn rồi bạn ơi. Lấy các bạn ơi. Lấy các bạn ơi. Cá bự các bạn ơi. Trời ơi. Ôi. Cá bự các bạn ơi. Ôi. Gì đây? Ơi. Gì đây? Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi, dính có miếng nè các bạn ơi. Cái mồi có trên có miếng nè các bạn ơi. Trời ơi. Hên. Trời ơi. Phơi. Phơi được các bạn ơi. Rồi. Lụm các bạn ơi. Lụm. Sướng.
Rồi, ăn liền luôn các bạn ơi. Lấy các bạn ơi. Trời ơi. Trời ơi. Lấy liền các bạn ơi. Bởi bởi. Quá đã các bạn ơi. Vừa bỏ xuống là anh lụm liền nha các bạn. Rồi, để mình gỡ luôn rồi. Trời ơi, ngầm dưới các bạn ơi. Trời ơi. Bự 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 bự. Rồi. Lên nữa các bạn ơi. Nuốt lưỡi nữa anh cường ơi. Nó đá vào có chút xíu là nuốt lưỡi à. Ừ ơi phê các bạn ơi. Ừ rồi. Đã đá vào là nuốt lưỡi liền các bạn ơi. Cá đang háo ăn quá các bạn ơi. Rồi rồi có tín hiệu nữa các bạn ơi, lấy nữa các bạn ơi. Thôi ơi, bỏ xuống là thịt liền các bạn ơi, quá phê rồi nha. Để em đưa vô gỡ rồi, cá mập nút các bạn ơi, có tín hiệu các bạn ơi. Trời ơi. Cá ăn rồi các bạn ơi. Lúng luôn rồi. Lụm rồi các bạn ơi. Rồi 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 rồi, bự nữa rồi các bạn ơi. Ôi. Bự bự các bạn ơi. Thơm 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 rồi các bạn ơi. Ừ rồi, quá đã các bạn ơi. Sướng rồi nha. Lụm các bạn ơi. Ru mài ru mài. Rồi đi câu kéo mà giờ gặp cảnh này các bạn ơi, mưa lớn quá, quá xá lớn các bạn ơi, đi vô ngay ngày bão nữa các bạn ơi. Mới vừa giật dùng là mình thấy cá vô rồi các bạn ơi. Lấy bạn ơi. Trời ơi. Trời ơi. Lụm bạn ơi. Lên lên các bạn ơi. Có phê các bạn ơi. Trời ơi. Chèn khe luôn các bạn ơi. Quá đã các bạn. Rồi để em gỡ luôn. Cường đi thay nước cá lên lại lên lúc phao các bạn ơi. Kéo chạy nhờ. Trời ơi, mập nút hả anh Cường? Thằng quay rồi, mập nút hả? Quá đã, quá đã. Gửi anh Cường ơi. Nó rình anh Cường rồi. Đúng rồi, nó rình mình. Đi phao nữa các bạn ơi. Lụm nha các bạn. Lụm tiếp các bạn ơi. Rồi để em đưa vô mình gỡ luôn kìa. Cho nó ăn nuốt khỏi xảy người. Phút 90 mà cũng vớt được cuốc hả? Giờ cuốc gặp lan ban chuối.
được. Thâm phức thâm phức. Coi vậy mà đi. À, tắt đèn làm lại vậy mà. Vậy được được, tại con khỏe mới làm nổi không? Vậy mà mày nuốt luôn thiệt. Có tín hiệu liền luôn bạn ơi. Các con hay sao mà cứ rỉa riết à, không có đi phao gì hết trơn. Lại bạn ơi. Trời, y chang các con. Ăn rồi bạn ơi. Lấy các bạn. Ui. Vừa ra là lụm liền các bạn ơi. Ừ. Đi phao các bạn ơi. Có tín hiệu cá ngăn rồi các bạn ơi. Đi phao cái lụm liền các bạn. Lại 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 đi phao cái lụm liền rồi, để em đưa vô em gỡ coi. Ăn liền luôn bạn ơi. Trời ơi. Sảy các bạn ơi. Ăn rồi bạn ơi. Lấy các bạn. Lụm nha các bạn. Để em đưa cho mình gỡ luôn. Báo cá các bạn ơi. Bữa nay cũng được mấy con à. Cái rô cũng bự nha các bạn. Được con cái lóc nè các bạn. Cái rô cũng to to nha. Nè các bạn. Lóc này hơi ốm nè. Cỡ mập chút nữa ngon à. Con này chín hơn nửa ký chứ à. Đến đây mình cũng xin kết thúc video tại đây. Nếu thấy hay, các bạn hãy cho mình một like, một đăng ký kênh và một chia sẻ. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn sức khỏe, hạnh phúc cùng gia đình. Sáng này câu trên một quá mà trời nó mưa quá các bạn ơi. Mưa quá câu không được thì mình mới chuyển về đi quê mình câu nha các bạn. Mà về đây giờ cá cũng chậm ăn quá. Địa hình thì bao đẹp luôn các bạn. Cái lục bình này. Lục bình nó cũng vừa chết rượu rồi các bạn.